Dạ, em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất hân hạnh lại được gặp quý vị và các bạn trong một video tiếp theo. Hôm nay là ngày 12 tháng 5 năm 2022. Buổi chiều ở Đà Lạt, phố vắng, em đang đứng ngay cây cầu Chữ Y, nơi mà có không gian yên tĩnh để quên đi bộn bề lo âu của cuộc sống. Hiện tại em đang đứng ngay ngã ba chạy hầm. Trong video ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục đi khám phá những con hẻm nằm trên con đường chạy hầm, con đường Hoàng Hoa Thám ngày nay. Những căn biệt thự cũ của Pháp nằm lặng im bên trong ngọn đồi thông, một thời vắng bóng chủ nhân. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, em đang đứng ngay phía trước tiệm kem Việt Hưng, là một thương hiệu nổi tiếng từ xưa đến giờ. Trước đó, tiệm kem Việt Hưng nằm ngay ở phía sau con đường Thành Thái, đối diện với rạp chiếu bóng Ngọc Lan. Sau này dời về khu vực này, có lẽ dời về nhà thì không phải mất thêm mớ chi phí tiền thuê mặt bằng. Hiện nay ở Đà Lạt đang tôn tạo và lưu giữ hơn 2.000 căn biệt thự cổ. Những căn biệt thự cổ trước đây nổi tiếng bởi vì ẩn hiện ở bên trong những khu rừng thông xanh ngát. Những điều tương đồng giữa những dinh thự và biệt thự cổ ở Đà Lạt đó là đều có mái dốc và ống khói phù hợp với thời tiết ở Đà Lạt lạnh và mưa nhiều. Tuy nhiên, cũng có một số căn biệt thự cũng đã xuống cấp rất nhiều, nhưng mà vẫn thấy mang kiểu kiến trúc của Pháp. Đây là con hẻm đầu tiên mà em đưa quý vị và các bạn đi khám phá, rồi theo thứ tự chạy dài đến nghĩa trang chạy hầm. Đà Lạt chiều nay trời có nắng nhẹ, hơi âm u. Những đám mây đen đang dần kéo tới ở phía đằng xa. Có lẽ đã có những hạt mưa. Mong là không có mưa to như là những trận mưa hôm trước. Nhìn những căn biệt thự cũ như thế này cũng đủ tạo ra vẻ u hoài, có nỗi buồn gì đó trái ngược với vẻ lộng lẫy của ngày xưa. Đây là căn biệt thự duy nhất nằm ngay ngã ba chạy hầm đi vô. Ngày nay, căn biệt thự này hiện tại là nơi sinh sống của một hộ dân. Còn đây là con hẻm, một con hẻm số 29 độ dốc. Em muốn đưa cô bác anh chị và các bạn đi vào trong này. Cũng rất là nhiều các cái căn biệt thự rất là hoành tráng, cũng như là hai bên đường có những bụi hoa khoe sắc rực rỡ rất đẹp luôn. Con dốc ở đây khá là cao, nó có thể là làm nhùng tay lái của bất cứ ai khi mà trời mưa đi xuống con đường này. Ở ngoài ô của thành phố, khung cảnh và không khí trở nên u hoài, lặng buồn, vắng vẻ. Nó rất là yên tĩnh, trầm mặc luôn. Ngày nay á, khu bên phía trong con đường mòn như thế này, người ta đang xây những căn biệt thự, những căn villa rất là hoành tráng. Bên mé trái của em, ở trên đỉnh ngọn đồi, đó là trường chính trị, nằm ở trên đầu đường Khe Xanh. Có lẽ con đường vắng buổi chiều hôm nay chỉ có mình em lang thang trên con đường này thôi. Ở phía dưới vẫn còn một căn nhà khá là cũ, một căn nhà cũ với mái tôn đã rỉ sét hết.
một con đường mòn quanh co để dẫn lối vào căn nhà. Ở bên ngoài có rất nhiều loại cỏ xuyến chi, cũng như là những cây dây leo, dây bìm bìm. Những căn nhà nằm cô lập ở phía dưới này vào ban đêm nó khá là buồn. Còn đây là căn chung cư vàng, năm xưa đó là ngôi trường mầm non. Ở đây quý vị và các bạn có thể thấy một căn nhà gỗ được sơn màu xanh. Ban ngày thì bà con mình đi làm, còn buổi tối thì chỉ có một chút thời gian để về với căn nhà, sau đó ăn cơm rồi nghỉ ngơi. Phía trước treo những chậu hoa rất là đẹp nè. Người dân ở đây rất là yêu thiên nhiên cũng như là yêu cây cối, cây hoa. Thành thử là mỗi căn nhà em để ý là đều có những chậu hoa, chậu bông được treo ở phía trong. Đây là một căn nhà cũ nằm trên con đường Hoàng Hoa Thám, ngay giữa con đường chạy hầm. Căn nhà rất vắng, như thiếu đi hình bóng của ai đó. Có lẽ bà con bây giờ đã đi làm cả rồi. Bây giờ em sẽ chạy vào một cái con hẻm này nha. Ban ngày con đường chạy hầm này nó trở nên vắng lặng. Rất là ít người dân đi ở ngoài đường luôn. Quý vị và các bạn có thể thấy là bên tay trái của em có những bông hoa đang mọc ven bên đường rất là đẹp. Ở đây có tiệm cà phê gốm nè, nơi mà có một cái view nó khá là treo leo. Khung cảnh ở phía dưới này buổi chiều hôm nay thật là yên bình. Những ngọn núi trùng trùng điệp điệp như là xếp lớp vào với nhau. Những căn nhà ở phía dưới này nó rất là buồn luôn. Nếu như mà chúng ta sống ở đây không quen á thì sẽ rất là buồn. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp đoạn đường này. Con đường này nó rất là dài luôn. Nó sẽ thông xuống dưới chân của một ngọn đồi. Quý vị và các bạn có thể thấy là bên tay phải đây là những cây bông hoa ngũ sắc. Còn bên trái là cây bông giấy. Bông giấy được bà con người dân trồng phổ biến. Ngày nay bông giấy có nhiều loại. Người ta đem về trồng ở trước cửa nhà, tạo nên không khí tươi mát cho ngôi nhà của mình. Ngôi nhà ở đây rất là hay luôn quý vị. Nó là một căn nhà ba gian. Ở trên có tượng Phật Quan Âm. Những tiệm trà sữa ở đây chắc có lẽ là người dân địa phương ở xung quanh đây sẽ đến và thưởng thức. Bởi vì ở đây nó rất là vắng vẻ luôn.
trước mắt á, thì vắng vẻ như vậy hết quý vị, nhưng mà sau này á, khu vực này sẽ rất là đông dân cư, và đặc biệt là rất là nhiều cô bác anh chị và các bạn ở các vùng khác lên mua đất sinh sống ở Đà Lạt. Quý vị và các bạn có thể thấy những căn biệt thự ở đây người ta đang xây nè, ngày nay được phân lô bán nền. Bây giờ chúng ta sẽ chạy hết con dốc này luôn quý vị nha. Chia sẻ đến quý vị và các bạn không khí yên bình ở vùng ngoại ô của Đà Lạt. Một con hẻm rất là vắng luôn. Những căn nhà ở đây á, thường á, là đất rất là rộng luôn. Họ sẽ làm một cái khu vườn nho nhỏ ở phía trước để mà trồng các loại hoa, loại bông rất là đẹp luôn. Và ở đây cũng có một số khu vực homestay nữa. Đây là hẻm 65B, con đường Hoàng Hoa Thám thuộc thành phố Đà Lạt. Nếu như quý vị và các bạn không ngại xa xôi, chúng ta có thể tìm đến những vị trí như thế này để thuê những căn homestay, rồi tận hưởng không khí thiên nhiên mát mẻ. Bên phải của em là có những dãy nhà của bà con người dân, còn bên trái á, vẫn là khu cỏ lau, lau sậy mọc rất là nhiều. Có lẽ sau này người ta sẽ phân lô bán hết cả thôi và xây những căn biệt thự, những căn nhà ở đây. Ngay đến đoạn này là hết đường rồi quý vị. Em sẽ đi lên lại nha. Đây là căn nhà số 5, số cũ nằm trên con đường Hoàng Hoa Thám. Một căn nhà cũ với tường ván và mái tôn đã reset rất là nhiều rồi. Trước đó ở Đà Lạt còn rất nhiều những căn nhà ván, nhà gỗ, mái tôn như thế này. Ngày nay thì không còn nhiều nữa. Chính vì vậy, những căn nhà như thế này nó mang lại rất là nhiều các kỷ niệm. Nơi mà mỗi buổi chiều thường có những cơn mưa to, chúng ta thường nghe tiếng mưa rơi lột bột trên mái tôn. Đây là khu chung cư chạy hầm quý vị, một căn chung cư màu xanh, có một con đường hẻm đi xuống, khá là dốc luôn. Bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đi xuống con hẻm này để khám phá cũng như là ôn lại một số kỷ niệm tại một số căn nhà cũ, rất là cũ luôn, được làm bằng ván cũng như là mái tôn. Đã reset rất là nhiều rồi. Không biết quý vị và các bạn có cái kỷ niệm nào ở đây hay không? Có lẽ những căn nhà gỗ như thế này đã lâu lắm rồi không có những người thân, những người quen về thăm lại. Khung cảnh ở xung quanh đã thay đổi rất nhiều rồi.
Hy vọng những căn nhà cũ như thế này, quý vị và các bạn có thể dễ dàng hình dung ra được. Một căn nhà nằm phía sau những dãy hàng rào cũ kỹ với hàng rơm bục và những dây leo bìm bìm đã leo gần kín cả mái nhà. Bây giờ em sẽ đi xuống một cái con dốc, nó rất là hẹp luôn. Đây là những căn nhà cũ, những căn nhà gỗ còn sót lại ở trên con đường Hoàng Hoa Thám. Khu vực này là thuộc phường 10 của thành phố Đà Lạt, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 2 km. Chúng ta đi từ con đường Hùng Vương rẽ vào ngã ba chạy hầm. Ở phía dưới này quý vị và các bạn có thể thấy là người ta đang làm một số căn homestay hình những nhân vật rất là dễ thương luôn. Mỗi căn phòng như vậy có giá dao động khoảng vài trăm ngàn. Tuy nhiên nó hơi nhỏ, chỉ đủ cho một gia đình thôi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, em đang đứng ngay khu vực ngôi chùa Linh Phong. Ở phía sau của ngôi chùa Linh Phong có một con đường mòn. Chúng ta sẽ đi về nghĩa trang chạy hầm. Bên phải đây là ngôi trường tiểu học Đa Lợi. Chạy vào đây lác đác những căn biệt thự to, còn đâu là những căn nhà lụp xụp nằm treo leo. Quý vị và các bạn có thể thấy bây giờ đến tháng 5 rồi mà vẫn còn hoa mai anh đào nở bông nè. Có lẽ đây là cây mai anh đào duy nhất tại thành phố Đà Lạt vẫn còn nở bông. Tại đây có đình thần Đa Lợi nằm ở trên một ngọn đồi, xung quanh cây cối rậm rạp. Bên tay phải của em đây là cái khu vực câu lạc bộ bida, người ta trang trí rất là bắt mắt và rất là lạ luôn. Và đến vị trí này em cũng xin kết thúc video clip ngày hôm nay, đưa cô bác anh chị và các bạn chúng ta tìm khám phá những con hẻm nhỏ trên con đường Hoàng Hoa Thám, con đường chạy hầm. Em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi. Còn bây giờ xin được hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo trên kênh Cuộc Sống Đà Lạt. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất trên kênh Cuộc Sống Đà Lạt của em nha.